Nếu như bà đang cảm thấy có một trận cuồng phong tràn qua nhà của bà, làm cho cả gia đình bà xáo trộn, thì bà nên nhớ rằng người làm ra được điều đó chính là tôi. Cô nói xong chưa? Nếu như nói xong rồi thì hãy im miệng để nghe tôi nói về những điều cô nên biết. Cô tưởng tất cả những điều cô nói nãy giờ sẽ khiến tôi kiêng nể cô à? Cô lầm rồi. Chị, thu dọn đồ dùng cá nhân, rời khỏi đây ngay lập tức. Chuyện gì mà chị giận như vậy? Tôi cần phải nói thì cô mới biết hả? Tôi cưu mang cô, tạo công ăn việc làm cho cô, vậy mà sau lưng tôi thì cô đã làm gì? Cài máy nghe lén trong phòng của tôi, ăn cắp hồ sơ của tôi. Như vậy có phải là tôi đang nuôi ông tay áo không? Không phải như vậy đâu chị. Em làm tất cả những điều đó là chỉ vì muốn giúp đỡ chị thôi. Họ đã làm gì chúng ta, chẳng lẽ chị không nhớ hả? Tôi và cô không giống nhau, động cơ của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Cách cô tiếp cận người nhà bên đó không giống tôi. Chính vì vậy, cơ hội cuối cùng của tôi dành cho cô, đó là thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây ngay lập tức. Những đau khổ của em chẳng thấm gì so với sự kiên cường chịu đựng của mẹ hết. Cô ủng hộ lão ta đúng không? Em không ủng hộ lão nào hết. Em ủng hộ mẹ hạnh phúc, ai cũng được, miễn là mẹ vui là được. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui, của mẹ là không bao giờ để cho cái thứ con gái đó bước chân vô nhà này. Này, lấy chồng là vì mẹ, cả một đời không dám cãi lời mẹ một câu. Nếu anh không muốn có con theo cách này thì mình ly dị đi. Cô định vào gia đình tôi với mục đích gì? Cuộc đời không phải là cái gì đó để mẹ có thể o ép vô cái khuôn mà mẹ muốn. Nhưng mà mẹ vẫn làm như vậy với tụi con. Đi ra khỏi nhà. Tôi có thể mời chị đến một nơi này được không? Tốt xấu, thật giả, tất cả đều là do cảm nhận của mỗi con người. Khi mà mẹ không cho bọn con sống được cuộc đời bọn con muốn, thì mẹ cũng không có quyền được sống cuộc đời mẹ muốn.